Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Pháp luật và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã góp phần xem xét, đánh giá đúng thực trạng thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới văn bản theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào việc xây dựng thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Xác định tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, như Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đồng bộ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 1 năm 2022 ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, hàng năm, trên cơ sở định hướng của Bộ Tư pháp và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với các lĩnh vực trọng tâm và những lĩnh vực nổi cộm bức xúc trong xã hội được người dân quan tâm, như tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ. Hàng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát kiểm tra văn bản thường xuyên và theo chuyên đề để phát hiện các văn bản có nội dung không còn phù hợp, đồng thời kiến nghị sửa đổi bổ sung hoặc ban hành văn bản mới có nội dung phù hợp hơn. Từ năm 2019 đến nay, đã tiến hành rà soát 145 văn bản, tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền đối với 507 văn bản. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và rà soát văn bản cũng như trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 196 văn bản, gồm 48 nghị quyết, 148 quyết định. Hầu hết các văn bản được ban hành đều có nội dung phù hợp, không mâu thuẫn, chồng chéo, thực hiện đúng theo trình tự thủ tục luật định, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Công tác phổ biến, tập huấn nghiệp vụ, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hai lớp tập huấn cấp tỉnh với 200 lượt người tham dự, phối hợp tổ chức tập huấn hai cuộc tại cấp huyện cho hơn 100 lượt đại biểu. Ngoài ra, việc hướng dẫn về nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn được Sở Tư pháp tham mưu thực hiện nghiêm túc thông qua các hình thức như triển khai văn bản trên hệ thống quản lý văn bản Office 4.0, lồng ghép trong các buổi kiểm tra. Thời gian vừa qua, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó thì là trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố đã triển khai thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các cái nhiệm vụ của công tác theo dõi thi hành pháp luật. Ở việc ban hành kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật đúng trọng tâm, trọng điểm và đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là hướng dẫn của Bộ Tư pháp và phù hợp với cái tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Công tác kiểm tra thi hành pháp luật ngày càng được tăng cường
Đấy, cũng như là công tác thu thập thông tin, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ các cái cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các cái phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh. Việc xử lý các thông tin và giải quyết các vụ việc, các ý kiến, kiến nghị, phản ánh về thi hành pháp luật tại địa phương ngày càng được kịp thời. Đồng thời, việc phản ánh và phối hợp trong cái hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan trên địa bàn ngày càng được chặt chẽ hơn và hiệu quả. Có thể nói công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã dần dần đi vào nền nếp. Các cái văn bản pháp luật của các cơ quan đơn vị địa phương đã được triển khai thực hiện kịp thời. Các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nghiêm chỉnh thực hiện, chấp hành và góp phần nêu cao tinh thần thượng tôn hiến pháp, pháp luật đối với đời sống xã hội, đã góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua các hoạt động nêu trên đã giúp cho đội ngũ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan đơn vị trong tỉnh, từng bước được trang bị kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Về công tác phổ biến pháp luật, giai đoạn từ năm 2019 đến nay, với chức năng là cơ quan thường trực Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức 14 hội nghị cấp tỉnh theo hình thức trực tuyến, triển khai văn bản pháp luật với hơn 2.700 lượt đại biểu tham dự. Đồng thời, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức 7.324 hội nghị với hơn 64.516 lượt đại biểu dự, được triển khai các văn bản pháp luật mới có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân và tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật, in ấn, biên soạn, phát hành nhiều tài liệu tuyên truyền pháp luật, tờ rơi, sách, hỏi đáp pháp luật. Qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ đã kịp thời tuyên truyền sâu rộng các chủ trương văn bản pháp luật mới ban hành, giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, góp phần hạn chế những sai sót trong quá trình áp dụng pháp luật trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và giảm bớt vi phạm pháp luật của tổ chức và cá nhân. Cùng với đó, kết quả công tác điều tra khảo sát về tình hình thi hành pháp luật, hoạt động điều tra khảo sát cũng đã được quan tâm thực hiện và mang lại hiệu quả trong đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Theo đó, Sở Tư pháp đã tham mưu thực hiện điều tra khảo sát bằng hình thức phát phiếu khảo sát với trên 400 phiếu khảo sát trong lĩnh vực trọng tâm, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19. Thông qua hoạt động điều tra khảo sát đã thu thập được nhiều thông tin phục vụ cho việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan tổ chức cũng như nhận thức và tình hình tuân thủ pháp luật của người dân, để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn. Đồng chí Bàn Thanh Hiền, Giám đốc Sở Tư pháp nhận định. Để mà nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có cái hiệu quả cao hơn trong cái thời gian tới, thì các cấp, các ngành cũng cần phối hợp tập trung vào các cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, và theo đó thì tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về vị trí cũng như vai trò, tầm quan trọng trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, và coi đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đơn vị, nhất là phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là chú trọng công tác thu thập, xử lý thông tin về tình hình theo dõi thi hành pháp luật từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và giải quyết hiệu quả, dứt điểm các cái kiến nghị, vụ việc phản ánh về tình hình
thi hành pháp luật tại địa phương. Từ đó thì góp phần tạo được lòng tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với hệ thống cơ quan nhà nước ở địa phương. Và thứ ba là phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện gắn với trách nhiệm quản lý của các cơ quan đơn vị địa phương để kịp thời phát hiện những cái vướng mắc rồi thì bất cập trong các cái quy định để đề xuất kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các cái biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật. Thứ tư thì thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và các cái tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cần gắn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với công tác theo dõi thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở ban ngành, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Trên cơ sở, những kết quả đạt được trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho thấy công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương đã được những kết quả nhất định. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác này ngày càng đi vào nền nếp, thực chất. Qua đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, cấp xã đã nắm được tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực do ngành địa phương mình quản lý, nhất là các lĩnh vực trọng tâm đã được lựa chọn, thống kê được kết quả xử lý vi phạm hành chính, xác định được các vi phạm có tính chất phổ biến, nguyên nhân của tình trạng không tuân thủ hoặc mức độ tuân thủ không cao các quy định của pháp luật. Từ đó, tìm ra các giải pháp và kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý ở Trung ương để góp phần xây dựng hoàn thiện các thể chế bảo đảm cho việc triển khai và thực thi pháp luật ở địa phương. Thông qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã từng bước giúp kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần bảo đảm thực thi quyền con người, quyền công dân trong đời sống xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục Pháp luật và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.